Trong đợt xét nghiệm COVID-19 vào ngày hôm qua, không có thêm thành viên nào của đội tuyển Malaysia nhiễm bệnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cả đội có thể tham gia vào các hoạt động tập luyện bình thường cho bong bóng an toàn để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào. Huấn luyện viên Tan Chung Hau cũng đón nhận tin vui khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cho phép đội bóng này bổ sung một thủ môn vì thủ môn Khalid nhiễm COVID-19 và phải cách ly 10 ngày. Đội tuyển Malaysia chỉ còn 2 thủ môn, trong khi thủ môn Khairul Fahmy đã nhận một thẻ vàng và hoàn toàn có thể bị cấm thi đấu trong những trận tới. Đội tuyển Malaysia sẽ phải thi đấu với mật độ dày hơn đội tuyển Việt Nam và cần có sự phân phối thể lực tốt nhất cho trận gặp Lào vào ngày mai trước khi thi đấu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.